Bảo đảm an toàn công trình đê điều thủy lợi thông thoáng dòng chảy là giải pháp quan trọng để ứng phó với mưa lũ. Ngay từ cuối tháng 4 năm 2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh tập kết cát sỏi, vật liệu xây dựng để nhanh tiến độ thanh thải, hạ thấp độ cao các bãi tập kết và triệt để giải tỏa các vi phạm trên hành lang thoát lũ. Từ ngày 20 tháng 4 đến nay, ở các địa phương có mỏ cát và bãi chứa vật liệu ven đê trên địa bàn Thanh Hóa đều đã thành lập tổ liên ngành kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc các doanh nghiệp khẩn trương giải tỏa các loại vật liệu đang tập kết trên hành lang thoát lũ. Trong mùa mưa bão thì công ty thực hiện đúng các quy định của nhà nước về phòng chống bão lụt như là hạn chế thuyền bè khai thác ở trong mùa mưa bão, thứ hai nữa là hạ thấp các độ độ cao của cát. Thứ ba nữa là tránh cho xe cộ đi lại vào trong hàng hành lang thoát lũ và thứ tư nữa là cho thuyền neo đậu cũng như là cứu hộ cứu nạn trong cái thời gian mà bảo lũ xảy ra. Thanh Hóa hiện có 56 bãi kinh doanh tập kết cát ở 11 huyện thị xã và thành phố. Để hạn chế vi phạm và đảm bảo an toàn cho hành lang thoát lũ, các địa phương đã làm khung khống chế tải trọng và lắp camera quan sát ở tất cả các bãi. Tuy nhiên ở một số địa phương hoạt động khai thác tập kết cát sỏi và vật liệu xây dựng cả có phép và không phép vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Việc thực hiện yêu cầu thanh thải, hạn chế hút cát lên hành lang đê vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, cần được kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn. Đối với địa phương thì sau khi tiếp thu các cái văn bản của các cấp có thẩm quyền, chính quyền địa phương cũng đã thường xuyên đến các cái chủ như là khai thác cát, đến cũng như là tuyên truyền và nhắc nhở khai thác đúng vị trí và đúng nguyên nhân là thời gian theo quy định. Sở Tài nguyên Môi trường là cũng đã có nhiều cái văn bản cũng như nhiều cái đợt kiểm tra để chấn chỉnh yêu cầu các cái mỏ khoáng sản các cái bãi tập kết là trong cái thời điểm mùa mưa lũ là phải không được khai thác. Đặc biệt là đối với các bãi tập kết ấy, khi mà tham mưu chấp thuận chủ trương địa điểm cũng như cho thuê đất thì chúng tôi đều yêu cầu là không được tập kết trong mùa mưa lũ phải thanh thải hết các công trình rồi các công trình rồi khoáng sản trên bãi sông để đảm bảo hành lang tiêu thoát lũ. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa yêu cầu từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 30 tháng 11 hàng năm, các bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng dọc triển sông phải di rời hết các nguyên vật liệu, đặc biệt là phải giảm tần suất hút cát lên hành lang đê nhằm đảm bảo an toàn hành lang đê và tiêu thoát lũ.